Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một huyệt vô cùng quan trọng và ứng dụng trên lâm sàng khá là lớn trong các cái bệnh lý liên quan đến phế và dạ dày. Đó chính là huyệt thổ thủy. Thì cái tên này của huyệt đã thể hiện cho chúng ta là thổ và thủy, tức là hai cái chức năng chữa bệnh về thổ và thủy, mà trong đó thì trọng tâm thủy của chúng ta đó chính là chữa về phế là nhiều. Thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào huyệt vị của huyệt thổ thủy. Thứ nhất là vị trí và giải phẫu của huyệt thổ thủy. Đây mọi người nhìn này, chúng ta nhìn thì nó rất giống là nó sát với lại huyệt ngư tế của chúng ta, nó nằm trên cái kinh kinh phế của chúng ta đi. Thì trong một số sách thì có ghi là hai thổ thủy, nhưng cũng có sách ghi là ba thổ thủy, nhưng mà ở đây trọng tâm chúng ta ba. Thì cách xác định như thế nào? Thì nó ở mặt trong lòng bàn tay, tức là phía cái ô mô cái, làm sát giữa xương bàn ngón tay cái và ngoài phần da trắng và da đỏ, tức là giáp danh của làn da trắng và đỏ của chúng ta, và châm là sát xương. Thì huyệt thổ thủy hai chính là giữa xương bàn đốt ngón cái, tức là chúng ta xác định đây là xương xương ngón cái đốt bàn ngón cái, đây chúng ta xác định trung điểm giữa lớp làn da, thì đó chính là huyệt thổ thủy 2. Huyệt thổ thủy 3 là huyệt từ thổ 2 đo lên. Chú ý nhé, là đo lên phía ngón cái này là 0,5, và thổ thủy 1 là chúng ta đo xuống 0,5. Thì đây là ba huyệt thổ thủy. Thì ba huyệt này thì nó nhập kinh phế và kinh thận. Nó nhập kinh phế và kinh thận. Thì chúng ta biết là ở cạnh đây chúng ta có huyệt ngư ngư tế. Huyệt ngư tế của chúng ta là huyệt hỏa của kinh phế. Nên do vậy huyệt hỏa của kinh phế chữa tất cả các cái chứng mà hư hàn hay viêm họng thì châm điều trị rất là tốt. Thì ứng với nó thì huyệt thổ thủy của chúng ta nằm trên sát với kinh phế cũng như sát huyệt ngư yêu, thì chúng ta cũng có cái tác dụng và tính năng và công năng chủ trị của huyệt ngư tế. Thì đây các bạn chú ý, đây chúng ta xác định, đây các bạn chú ý này, chúng ta chia làm đây là huyệt thổ ngư tế này, chúng ta lên xuống đây, lên xuống đây có trường phái là thổ thủy 1 và 2, nhưng ở đây chúng ta có ba huyệt, thấy chưa? Đây chúng ta có ba huyệt, đây các bạn chú ý. Đây từ ngư tế thì chúng ta nhìn này rất là rõ. Cách châm là chúng ta châm thẳng 0,5 cho đến một thốn, và cảm giác là đau tức tại chỗ. Vì thường là các bạn biết là châm vào các em là mặt lòng bàn tay như này thì cái độ nhạy cảm kim của chúng ta sẽ tăng và cảm giác đau sẽ tăng tăng, và có nhiều trường hợp là còn hơi để rát một chút nha. Đấy. Và chú ý các bạn là khi các bạn chọn kim mỏng nhất có thể, mình thường hay dùng kim một phân, à, xin lỗi, một thốn để mình châm. Về tác dụng là điều lý tỳ vị. Đấy, thế vừa rồi chúng ta đã nói là tên của nó là thổ. Có chữ thổ đầu tiên, nó là điều lý tỳ vị. Điều lý trung tiêu, thực ra bản chất là điều lý tỳ vị và điều lý trung tiêu là nó là như nhau. Bởi vì sao? Khi nói đến trung tiêu ấy, thì là chúng ta mặc định là nói đến tỳ vị. Tiếp theo là thanh tuyên phế khí. Thanh tuyên ở đây thì các bạn biết là chức năng của phế của chúng ta là tuyên phát và túc giãn. Thế nên do vậy trong cái quá trình mà phế khí của chúng ta không tuyên được, tức là khi mà phế khí chúng ta tuyên được thì nó khí huyết sẽ đi nuôi dưỡng toàn thân, đẩy cái tinh tinh khí của tỳ vị đi toàn thân. Nếu như chúng ta mất cái này thì cơ thể mệt mỏi thì chúng ta châm được, và thông kinh hoạt lạc. Như các bạn biết là phế phế chủ về quan tiết. Thế trong cái đó cái việc ngư tế của chúng ta, tất cả các bệnh về cơ xương khớp chúng ta, các bệnh liên quan đến khớp chúng ta châm về ngư tế, thì đồng nghĩa với việc thì việc việc thổ thủy này chúng ta sát đó nó cũng có tác dụng. Nếu như bạn nào mà nghiên cứu về âm dương cửu châm thì chúng ta có một cái phép đó là châm ngư tế, là châm vô góc đấy, thì đã có tác giả nói là sẽ làm thông thông quan tiết và hoàn toàn dựa vào các cái lý luận của chúng ta. Về chủ trị là viêm dạ dày cấp và mãn tính. Thì các bạn chú ý là những cái người mà viêm dạ dày cấp và mãn tính ấy, thì thường xung quanh cái huyệt này là nó có cái tĩnh tĩnh mạch của chúng ta đen, tức là màu của tĩnh mạch ấy, xanh gân xanh đen ấy, các cụ hay gọi gân, nhưng mà chúng ta học y chúng ta gọi là tĩnh mạch xanh.
nổi lên, hoặc là những cái người mà viêm đại tràng mãn tính là chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ biết. Còn mọi người biết là cái ô mô cái này của chúng ta nó gọi là cái gò tinh. Những người là hồng hào thì tay rất là đẹp đúng không? Tay rất đẹp. Những người là nhược yếu, tỳ vị kém thì cái này nó sẽ mềm nhão và màu không tốt lắm. Tiếp theo là ho hen. Ho hen đấy thì chúng ta chủ về. Tiếp theo là toàn thân đau nhức thì như vừa rồi mình phân tích rồi, đau dây thần kinh tọa và viêm màng xương. Thì tùy theo trong đồng thị này, tùy theo các bạn chú ý nha. Nếu như các bạn muốn châm ho hen thì các bạn châm lông, châm độ 0,2 thốn, 0,2 thốn tức là qua da thôi. Nhưng nếu mà điều trị về viêm dạ dày thì các bạn phải châm vào phần phần cơ nhục, phần cơ nhục đấy, vì chúng ta biết là tỳ vị thì chủ về cơ nhục. Còn nếu như về thần kinh tọa và màng xương thì các bạn phải châm sâu và sát xương cho mình. Thì đấy là cách lý thú của đồng thị kỳ huyệt khi khi mà mình nghiên cứu về vấn đề này, tức là bệnh bệnh ở mức độ nào, độ lông sâu của bệnh thì tương ứng với độ lông sâu của tạng phủ. Thì các bạn phải biết thận với tạng là sâu nhất, nó ở dưới hạ tiêu, và ứng với nó là thượng trung hạ, nó phần hạ tiêu để nó sâu sảy thì chúng ta châm sâu hơn và châm kích thích vào màng xương. Thì đây còn có thể là một cái mình thấy là một cái nét rất độc đáo của đồng thị kỳ huyệt. Về ứng dụng, thổ thủy có tác dụng điều trị axit dạ dày rất tốt, tức là cái trường hợp tăng axit dạ dày thì chúng ta thường phối hợp với huyệt thủy kim và thủy thông. Hai huyệt này thì rồi mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cũng không nên hỏi mình vội nhé, thì mình sẽ đi theo vùng, bởi vì sau cái vùng này là mình sẽ chia sẻ ở cái vùng bàn tay, ở bàn tay và mu tay, ở các ngón tay này, thì sau đó mình đi lần lượt. Thì tổng của cũng có khoảng gần 300 huyệt, thì mình sẽ cố gắng làm để chia sẻ cho mọi người một cái series tất cả về những cái huyệt mà của đồng thị để giúp cho các bạn nhớ nhất. Và mình cũng rất muốn là tạo ra một cái cộng đồng về châm cứu để chúng ta có thể giao lưu. Về cái tăng axit dạ dày này, mọi người biết đây là một trong những cái nguyên nhân này là gây ra hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Đấy, bây giờ gặp rất là nhiều các bạn. Nhiều ở đây là ngoài chúng ta là stress lo lắng nhiều, nhưng một cái vấn đề chú ý các bạn chú ý. Chúng ta ăn nhanh quá, nhai không không kỹ, nhai không kỹ và ăn trong giờ rất không. Và cái huyệt thổ thủy này ngoài ra ấy, ngoài huyệt thổ thủy này làm giảm cái axit dạ dày này, dịch vị này, thì nó có một cái huyệt nữa sau này chúng ta gọi là huyệt môn kim. Mình hay dùng huyệt môn kim lắm. Tiếp theo điều trị đau đầu gối, thì đau đầu gối chúng ta sẽ châm xuyên thấu xuống trọng tực, châm xuyên thấu xuống trọng tực, tức là chúng ta châm xuyên ngang đây, từ đây chúng ta ngang 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 nha, ngang đây. Tiếp theo là đau đau thắt dạ dày thì đây mình vừa nói môn kim là thổ thủy, môn kim và tứ hoa thượng. Tứ hoa thượng này thì nếu cách xác định thì các bạn muốn biết thì nó ở ngoài ngoài huyệt túc tâm lý khoảng một thốn nha, tứ hoa thượng. Tiếp theo là phúc thống, tức là chướng bụng, đau bụng. Phúc chướng thì thổ thủy, linh cốt, đại bạch thì tác dụng thông rất là mạnh. Rồi, đấy là toàn bộ cái kiến thức mà thầy Linh chia sẻ cho mọi người về huyệt thổ thủy. Đây là một huyệt mà bản chất thầy Linh dùng rất là nhiều trên ứng dụng lâm sàng. Và quan trọng nhất chúng ta dùng, chúng ta phải hiểu, chúng ta đi sâu. Thầy Linh muốn là các bạn hiểu sâu về nó để dùng nghiên cứu. Thì đây là các cái khóa học của thầy Linh. Thì các bạn nghiên cứu, thứ nhất là khóa học truyền nghề này, lớp mạch học ứng dụng lâm sàng này, châm cứu ứng dụng lâm sàng này, lớp xoa bóp ống huyệt chuyên sâu này, lớp thật trần ứng dụng lâm sàng và lớp kê đơn bốc thuốc. Thì các bạn có thể tham khảo, có thể liên hệ trực tiếp với thầy Linh qua số điện thoại đây 090-6799-222. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe những video của thầy Linh. Hãy đăng ký kênh của thầy Linh, và cũng khi các bạn xem video của thầy Linh thì các bạn hãy thả like và bình luận cho thầy Linh để thêm những động lực hoặc những cái kiến thức mà các bạn muốn nghe, để thầy Linh có thời gian sắp xếp để chia sẻ những cái video tiếp theo cho các bạn.